sau đây là một ca khúc mà Mạnh Tùng chưa bao giờ dám thể hiện ở bất kỳ một nơi nào, một ca khúc mang tên Chuyển Hẹn Hò. Nếu như Tùng hỏi đây chỉ là một bài hát mà Tùng hát vui để dành tặng mọi người thôi, có cái gì sơ suất thì mọi người nói lại xin lỗi rất nhiều. Hôm nay thì Tùng cũng đặt những việc học rất là nặng, bởi vì các bạn có tâm huyết, niềm đam mê, Tùng sẽ hát cái ca khúc này để dành tặng mọi người. Em chiều nay mà sao cao quá, thật xuống đi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc ăn, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau.